không định đánh lọc em đưa vô sao, tại vì làm một mình cũng dễ nên em đưa từ từ vô. Bây giờ sẵn của tôi giống luôn ha, nhưng điều có nghĩa là mình đưa hay không thì nữa tùy mình. Dạ. Ý những cái bánh ngọt mà nó dễ mà để cho mình à. Em định nói cô là tư vấn em cái loại bánh là dễ nè, với thì bảo quản được vài ngày lâu á, cần phải tủ lạnh nữa nè. Em tủ lạnh tủ kính đó, nó dạ. Mà tốn tiền nữa nè. Bây giờ cô đi cái này bánh ngọt trước cho em đi, tại vì còn những nếu có điều kiện thì mình đưa vô liền, bây giờ còn không có thì mình đưa vô sau. Dạ. Đó, khi mình buôn bán rồi nó có sẵn cái menu của cô rồi nè thì cứ thế mà đưa. Dạ. Gạo quán con nào 1990. Rồi, coffee, new tea, hai là trà vinh. Rồi, có fan may không? Cô điền như cho. Chứ vinh là hình như là bạn đăng ký lớp chủ quán không? Dạ. Dạy luôn nè, tạo về tạo trang fan may cho cô. Hoặc là trên cái Facebook của mình hay Zalo mình á, thì mình không tạo nguyên trang fan may thì mình nhớ mình đăng những cái thông tin. Mà Thiên Long đó là đi đến đây học nè, hoặc là những cái bánh do em làm nè. Để sau này á, mọi người cái nhu cầu bây giờ á là ngoài cái ăn ngon nha, người ta phải đảm bảo về chất lượng vệ sinh về mình. Giống như là em có một cái nơi đào tạo chứ không phải là em dạng tự chế thì người ta sẽ an tâm đến cái quán mình hơn á nha. Chứ đừng người chứ đừng có tất cả những cái thông tin gì nó kín hết, tới khi mà em mở ra rồi á người ta rất là bỡ ngỡ. Thể đưa vô su kem nè, cúp cây là những cái bánh nhỏ em có thể bán liền được nè, thì nó có nhiều vị lắm. Ví dụ cô đi cho em nãy khi mà mình kinh doanh nó dễ nè, cúp cây nho nè, sô cô la nè, rồi cô sẽ đi thêm bánh cúp cây lá dứa rất là thơm nha. Thì mình chỉ cần đổi cái vị giống như cái hương đó, đó là mình sẽ có một cái vị mới, một cái bánh mới được nè. Bánh bông lan trứng muối nè, đó những cái bánh nè mà mình có thể bán liền mà không cần phải quá đầu tư cái tủ. Rồi bánh cúp cây trứng muối luôn. Đó, nhiều chưa, thấy chưa, quan trọng á là mình, em thấy nhiều vậy đó chứ sự thật khi mình làm cái bánh cúp cây á, bánh nhỏ đó, mình làm cái bánh truyền thống mình đổi gì đúng liền. Rồi chính xác. Có những điều khi mà mình nghệ thuật mình lên cái menu như thế này nè thì làm cho mình cảm thấy đó là khách hàng á đa dạng lắm. Rồi cái kêu vô cũng nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên khi mà em chuẩn bị không có nhiều đâu, chỉ có làm bánh cúp cây này mình chỉ đổi vị thôi. Đây đó là mười mấy loại bánh là cô chưa có triển khai hết đi cái nhánh đó nè, chính mà cô triển khai hết thì nhiều lắm đúng không? Tại vì quán thú ngon một cô là một bên là dành cho các tuổi công đi, một bên là cho tiên, là một bên là trang trí theo cái phong cách xưa đồ cổ, còn một bên chỉ là tiên. À, như vậy là khách hàng của mình cũng đa dạng đối tượng lắm đó nha. À, như vậy á thì bây giờ em mong muốn bán bao nhiêu món cà phê cô sẽ lên món cho em, ví dụ như cà phê đá, cà phê sữa là phải có. Cái quán nào đó là truyền thống rồi, ai cũng vô đá, cà phê sữa, bà xỉu. Bà xỉu rồi, hiểu thế nào là bà xỉu không? Biết có học qua rồi. À, vì gì, ví dụ cho cô nghe đâu làm bà xỉu hả, làm sao vậy? Nhớ sơ thôi, không là công thức sữa tươi, sữa tươi, sữa đặc, cà phê với cà phê, cái nào nhiều thành phần là nhiều, thành phần sữa nhiều hơn cà phê. À, có nhiều khi á người ta sẽ dùng sữa tươi xong, có nhiều khi người ta sẽ dùng sữa đặc với người ta pha nước sôi cho người ta bỏ vô. Thì tại vì thầy Phương kết hợp hai cái lĩnh vực vừa sữa tươi vừa sữa đặc để cho nó ngon. Thì bây giờ cô sẽ phát triển cho em một món cà phê để cái quán mình cho nó lạ. 1990 mà em mong muốn á, cà phê 1990 này nó có vị, nó có béo hoặc không béo thì của cô phát triển. Cái thay em có thể sử dụng nè, ở đây cô không dùng cái từ cà phê mà cô dùng là các món đá xay, thì cô sẽ gom lại. Ở trên mình có làm cái bánh cookie mình bán thì mình sử dụng cái bánh đó mình xay vô luôn, mình làm cái bình kem whipping mà thầy Phương giải mới bà soda nãy đó, là mình để lên để cho cái ly cà phê nó béo lại nè. Còn khi mà nói trái cây xay, ví dụ như việt quất xay hay là dâu tây xay hay chanh dây xay thì hoàn toàn trong công thức đó không có đồ béo. Là món đặc biệt thì sữa tươi đường đen 1990, rồi cà phê 1990, rồi đá xay 1990. Có nghĩa là mỗi một mình sẽ lấy một cái món gọi là đặc biệt đưa vào cái menu ngay chân phía trước cái tờ đầu tiên luôn. Thì những cái món ví dụ là trà sữa, trà hiện đại thì là những cái tờ menu đầu tiên, hoặc là nó nằm ở vị trí chính giữa trung tâm. Rồi cảm thấy ok chưa? Rồi đó, coi như là bữa nay là 3-4 ngày nay á, là mình qua mình trong đầu mình chưa có định hướng được.
không biết menu làm sao, em bán món gì, em bán bánh gì. Thì hôm nay khoảng 4 ngày là gặp được cô là hiểu được rồi đó. Mình về mình sẽ học trong cái menu này, mình bán những món này, mình cần cập nhật gì thêm thì mình cứ qua cái bài học mình đâu tính cái gì đâu nha. Là mình cảm thấy 4 ngày nay mình không uổng công sức. Chứ sáng giờ 4 ngày nay mình cũng rất là hoang mang, mình vô mình học vậy đó mà mình cũng có biết, không biết mình có bán nó chốt được không. Vì điều tới khi mà em cầm được cái menu em trong tay rồi, em có một cái hướng đi, định hướng đi. Những món này là những món này em hoàn toàn có thể thêm vô bớt ra, điều chỉnh giá theo mình mong muốn. Đây là chỉ là gợi ý của cô thôi.